Chào tất cả các quý vị và các bạn. Chuẩn bị hai bạn trẻ này sẽ thể hiện đạp xe đạp. Rồi, bạn giới thiệu vào trước đi. Nói đi. Nói đi. Mà học lớp mấy mày tuổi? Cháu học một giáo lớp. Năm nay mày tuổi? Bảo còn năng khiếu là chi? Đạp xe đạp à? Dạ. Rồi Hoàng giới thiệu với Hoàng đi. Hoàng mà giới thiệu chưa hết. Bảo giới thiệu ngay là rồi rửa tay bắt đầu. Thôi nghe bảo khí đâu. Rồi chuẩn bị các bạn hãy thấy anh chàng lên xe đạp. Coi bố nha. Rồi bắt tay đi, chuẩn bị khởi động đạp vòng quán xanh được nha. Bảo làm đi bảo. Bảo làm được. Bảo làm được. Rồi bắt đầu thử đi. Đạp chấm chấm tới bố rồi, trớt bố rồi, gãy tay rồi. Hôm nay em có cái là xe đạp á, bố phải chấp hút đi. Đừng mang đồng bố đâu. Thôi dừng lại được rồi. Mẹ, ba năm quay xuống thăm bà. Ba quay bà mới chết à? Ba quay bà còn nắng khiếp chi? Mẹ, hỏi mẹ có 6 tuổi về ba cũng 6 tuổi. Ba có dọn đạp xe đó. Những con đẹp được, con đã học được mấy hồi giờ, con học màu dầu lớn. Rồi, bà đi tới đây giới thiệu lại bà bác. Bà giới thiệu giờ mọi người đứng đó. Rồi giới thiệu đi. Giới thiệu bảo là chi rồi, tên họ tên nó mấy tuổi rồi đấy. Cháu tên là Trần Gia Bảo. Nói đi để cho bảo nói. 6 tuổi. Cháu tuổi khách lên lớp 1. Khi nào là lên? Sống nghỉ hè là lên lớp 1. Cháu có ước mơ xin cái chứ không thì nói với họ. Được rồi, rồi tạm biệt khán giả đi, chúc cháu thành công. Chúc cháu thành công. Đăng ký kênh nha các bạn.